Thực hiện công văn của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tăng cường hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nhãn Hưng Yên năm 2021, đến ngày 30 tháng 8, các ban sở ngành đoàn thể tỉnh cùng các địa phương và doanh nghiệp hỗ trợ tiêu thụ trên 184 tấn nhãn cho nông dân. Theo đó, 27 ban sở ngành đoàn thể tỉnh tiêu thụ 130 tấn, 10 huyện, thị xã, thành phố tiêu thụ trên 50 tấn, còn lại là các ngân hàng doanh nghiệp 2,7 tấn. Riêng Hội Phụ nữ tỉnh hỗ trợ kết nối tiêu thụ 100 tấn, Hội Nông dân tỉnh trên 1 tấn. Đây là sản lượng nhãn của 17 nhà vườn được sản xuất nhãn theo tiêu chuẩn Việt Gáp, có giá từ 15 đến 30.000 đồng 1 kg. Bình quân mỗi cán bộ công chức viên chức người lao động đăng ký hỗ trợ tiêu thụ nhãn ít nhất 10 kg. Đây cũng là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong việc hưởng ứng thực hiện chủ trương của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tăng cường tiêu thụ sản phẩm nông sản, trong đó có nhãn cho các hộ nông dân trong lúc gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.